Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bớt chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Video ngày hôm nay em xin gửi tới mọi người hai mã sản phẩm của là công tắc pha cốt của xe Ferrari 7 chỗ dòng xe của Trung Quốc. Vì sao em nói là hai mã? Bởi vì một mã nó là bản thân vuông, một mã nó là thân tròn. Đây đây chính là cái công tắc pha cốt của nó. Ở công tắc pha cốt thì sẽ bao gồm công tắc đèn pha này. Đây là phần công tắc pha cốt này, còn đây là pha này, ánh sáng này. Đấy, và đây là cái chúng ta để điều chỉnh này. Với cái đời thân vuông này thì cái đời rắc của nó sẽ ra như thế này anh em nhé. Khi mà anh em cần tư vấn về sản phẩm thì hãy nói rõ giúp em. Đó. Đây. Đây chính là cái công tắc pha cốt của nó. Đây là phía mặt sau này. Đấy. Tất cả như em nói thì cái dòng xe này nó xuất xứ từ Trung Quốc nên là cái sản phẩm này hàng chính hãng của nó cũng sẽ là hàng Trung Quốc anh em nhé. Đây chúng ta có thể nhìn này, hàng rất là chắc chắn luôn. Đây là bộ sản phẩm cao cấp. Cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian xem video của em. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì hãy nhấc máy lên liên hệ với em theo số 0769086333. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.